Bạn biết mỗi lần đi dạo phố, điều gì xoàng xỉnh khiến người ta đổ dồn sự chú ý nhất không? Câu trả lời chính là xe đẹp và gái xinh. Chỉ cần một chiếc xế hộp lịch sự chảnh đi ngang qua hay một cô nàng với ngoại hình nổi bật vô tình xuất hiện, ngay lập tức sẽ trở thành tâm điểm. Và một khi gamer thủ vừa xinh lại vừa là chủ chiếm hữu của chiếc xế hộp đó thì xin chúc mừng, gamer thủ đã thắng lợi giật hết bốt ly rồi đấy. Mới đây, một quá dĩ tên Ye Shaili cũng đã làm người đi đường cũng như cả phải trầm trồ khi hình ảnh cô nàng bất thần được ghi lại. Dù chỉ làm một hành động hết sức bình soàn xỉn như bao người đó là đi đổ xăng thôi, nhưng tất cả những gì quanh Ye Shaili đều thu hút ánh nhìn. Hình ảnh Ye Shaili với đôi chân dài miên man đang đi đổ xăng cho con xế hộp khiến cả xôn xao. Đầu tiên phải kể đến việc cô nàng này cực kỳ xinh đẹp. Với mái tóc dài, khuôn mặt dù nhìn nghiêng vẫn cuốn hút, khác biệt là đôi chân dài miên man, Ye Shaili đã thắng lợi biến bức ảnh chụp lén của mình trông như ảnh họa báo. Điều gây thu hút hơn cả phải kể đến chiếc xe ghế bên Ye Shaili. Đứng cạnh con xế hộp la ren trị lạnh lẽo sương sương không dưới 10 tỷ đồng của mình, Ye Shaili đã tạo nên combo gái xinh và xe đẹp trong truyền thuyết. Danh tính của Ye Shaili đã nhanh chóng bị luồn ra. Được biết cô nàng này sinh năm 1997, đến từ thị trấn Đài Bắc Đài Loan. Ye Shaili tốt nghiệp khoa ngoại ngữ ứng dụng thuộc Đại học Châu Á. Tìm được info rồi, người ta mới phát hiện Ye Shaili cũng không phải khuôn mặt lạ lẫm gì đối với giới trẻ Đài Loan, bởi cô nàng là một trong những hoa dĩ nhiều người biết đến xinh đẹp, phong phú đình đám nhất. Ye Shaili là một trong những hoa dĩ nhiều người biết đến xinh đẹp, phong phú nhất của Đài Loan. Xinh đẹp, gợi cảm, phong phú, dường như cô gái này không gì là không có. Sở hữu chiều cao tuyệt hảo 1m8, Ye Shaili có tài năng đoạt được mọi áng quần dù khó khăn nhất. Tuy nhiên, đẳng cấp ưa thích của cô nàng này có thiên hướng hơi gợi cảm một chút. Trang cá nhân của Ye Shaili đang thu hút gần 240k lượt follow. Không chỉ có ngoại hình, cuộc sống lịch sự chảnh của Ye Shaili cũng từng nhiều lần khiến người khác ngưỡng mộ. Cô nàng là thiên kim tiểu thư một tập đoàn lớn của Đài Loan. Trên trang cá nhân, Ye Shaili soàn xỉn đăng tải hình ảnh diện những áng quần cũng như phụ kiếu nại của loạt thương hiệu nhiều người biết đến quả như Hermes, Chanel, Gucci. Cô nàng cũng soàn xỉn được những thương hiệu này mời nhập cuộc sự khiếu nại. Bên cạnh đó, bộ sưu tập xe lịch sự của Ye Shaili ngoài La Ren còn một số cái tên khác cũng không kém, chẳng hạn như xế hộp S hay Mercedes-Benz G-Class, con nào con nấy đều trị lạnh lẽo chục tỷ trở lên. Ye Shaili soàn xỉn được mời tham dự event của nhiều thương hiệu đình đám. Cô nàng cũng chiếm hữu dàn xế hộp con nào con nấy sương sương chục tỷ. Cùng ngắm thêm một vài hình ảnh của cô nàng này nhé.